chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm hôm nay có hàng mình lại tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái công cụ dụng cụ cầm tay anh em nhưng mà trong cái video này nó sẽ có những cái sản phẩm đang thanh lý à, thanh lý những cái công cụ này nè à, công cụ bên mình thanh lý thì nó nó cũng tương đối nhiều á nhưng mà mỗi một cái video từ từ mình sẽ gom lên để mình soạn ra ha thì thanh lý có nhiều dạng ví dụ như nó như thế này, này nó sắc sạc như này nè ví dụ như những công cụ mà nó nổi chỉ có một đốm xét đây hai đốm nhỏ, nhỏ nhỏ thì mình có thể mình bán được đồ mới được hay nhưng mà đối với công cụ mà nó xét nhiều quá rồi thì đâu có bán được nè nha hàng nào cũng xét hết đó từ in cầu tô tô cho đến tên lây hay queen gì đó thì nó cũng có hết anh em ơi như những cái thước này nè trời thước hàng của slay mà thước cái này anh em cái thước của quên cây em tuvit bình thường cái tuvit của người ta thì người ta si còn do đối với ông slay thì ông sơn ông sơn này chắc cái tuvit này sản xuất lâu năm lắm rồi hay sao á nó bị xét này nè nha anh em thấy nó nổ nè đó nó nổ nổ nè hầu như nguyên nhà với tên luôn từ từ mình sẽ gom hết cái cái đó mình sẽ sale up cho anh em nha giá rẻ lắm nha rất là rẻ luôn rồi thì trong đây nó sẽ có những cái kìm kìm hai lỗ của Sen đó nè cũng đang xe áp rất mạnh nè rồi kìm máu quả của o Queen nè trời ơi cái o Queen này em thấy không nó nó xét vậy nè Đó, nó xét vậy đó đây nè cái này nè cái này xét thì bữa hổm uh, dùng với nhám xả, xả xả ra nó đỡ nè còn mấy cây này là chưa làm nè thôi để luôn đi ha xả làm gì mất công anh em mua về anh em tự làm đi ha rồi cái kìm hai lỗ của tôn sen đó nè nó bị xét đây nè hai xét đầu xét Ô, tùm lum này. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết và những công cụ này giá thanh lý uh, shop như thế nào nha Đầu tiên mình giới thiệu về cái kỳ máu quả của hãng quên à, Kỳ quả quên rồi trong đây quả Uquin mình có 3 cây ba cây nó bị xét tình trạng giống vậy ha à, Cái này nó bị xét ha xét nè ở đây là xét nè Đó trọng giá 190 cây à, Giá mới nó sáu, Giảm giá còn 19 thôi ba cây chín à, 190 ngàn Anh em mà mua thì mình liên hệ nha số lượng một... Mà số lượng chỉ có ba cây thôi mà nuôi hết thôi hàng này mới chữa xài hết nè cán còn đẹp đó anh em nó mới tinh à. nói chung cái này là mới tinh luôn á nếu mà đem bán 26 thì mình đâu có bán được à, nó mới tinh vậy nè oh, cái cán nó mới nha còn cái thân trên thì anh em biết chắc thép rồi đó nó nó, nó 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 nó, dễ bị xét lắm nha rồi 190 trăm chín cho kìm mỏ quạ này tới 12 hai in ba mm hàng rất là đẹp luôn nha anh em hàng rất là đẹp luôn nè 190 một trăm chín cây nha số lượng ba cây thôi cái tiếp nữa thì mình giới thiệu cho anh em thanh lý cho em về cái kìm hai lỗ cái kìm hai lỗ cái này thì bên mình, mình có ba cây của hãng tôn sen nha cái kìm hai lỗ này thì giá hãng nó bán là 86 mươi sáu nhưng mà bây giờ mình sẽ giảm chỉ còn có năm mươi ngàn cây thôi nha kìm này nó lớn là hai hai trăm năm mm tương đối với anh năm mươi ngàn một cây nó xét này nha về anh em tự xử nha nó xét đó à. thì cái nào xét mình em lên mình xem ốp chứ anh em thấy cái con này 86 mươi sáu ngàn giảm vậy là nhiều lắm đó, ha mấy chục trăm luôn á rồi kìm hai lỗ này của hãng tôn sen nha có mã là 10314 giá xe ốp 50.000 cây số lượng chỉ có 3 cây thôi kế tiếp nữa cái kìm mà càng cua đây kìm càng cua kìm càng cua loại 6 inch rồi, ở đây này lộn đây 6 in anh em các kìm càng cua 6 inch hàng này của Inco. Thôi à, nó bị xét cái đầu thôi, hàng tất cả nó đều là mới hết. À, rồi chân bại anh em bộ gọn nó bám á nha. Thì kìm càng cua 6 inch này giá của nó là 77.000, shop còn 40.000. 40.000 cho cái kìm càng cua 6 in số lượng 3 cây nha. 3 cây số lượng giá chỉ có 40.000 một cây thôi. anh em á 40.000 một cây thôi. À, rất, rất là rẻ. Nên, nên nên mua thêm gì đó nha để kèm kèm vô chứ cái này cộng thêm tiền ship nó để nó hơi nhiều á. Ví dụ như 40.000 anh em mua cây này không? Cộng ship 30.000 thành 70 mà bình thường anh em mua mới là 77 cộng thêm tiền ship 30 ngàn thành 107 nha. Còn cái dòng này thì anh em nên mua gì mình kèm thêm nha. Rồi, kèm càng cua 6 in giá là 40 ngàn. Và kế tiếp đây là kèm càng cua 7 inch. Mỗi thứ mình uh, kèm cua 7 in mình có kèm càng cua này 7 in thì mình có là 4 cây. À, kèm cua 7 in giá 4, 4, 4, cây. Giá là 50 ngàn một cây. Nha, 50 ngàn một cây. Giá của nó là 91 ngàn giảm còn 50 000 một cây nha anh em rồi kìm càng cua có hai loại một loại 6 inch là 40 ha một loại 7 inch là 50 000 rồi ha số lượng mọi thứ chỉ có 3 cây thôi rồi kế tiếp giới thiệu anh em về cái kìm máu phe đây kìm máu anh con cô mà nó xét vậy nè anh em đó, nó khổ sở vậy đó rồi trong cái kìm máu phe thì có cái kìm này thì số lượng nó nhiều nè số lượng này tới có chục cây lượng anh em kìm này là kìm mở phe ngoài mỏ cong nha mở phe ngoài mở cong mở cong anh em bóp vô thì nhảy ra nè hay giờ? bóp vô thì nảy ra cái phe này cái cái đường kính của cái lỗ này là một ly tám thông thường một ly tám nè đó một ly 8 nha rồi Cái này là 7 inch đó giá có 30.000 cây thôi giảm 50 trăm luôn 30.000 cho kìa mở phe này kiếm này thì nó còn tới khoảng cỡ 10 cây rồi mở phe thì có đủ sai luôn nha rồi 30.000 một cây kì mở kìa công phe ngoài nha anh em nó công mở phe ngoài ha, anh em bóp vô được nào à. rồi cái kìm mở phe công mọi công ha công nè nhưng mà phe công hay công thì anh em bóp vô ha phe công cũng ba chục ngàn một cây luôn số lượng này mình chỉ có hai cây thôi nha còn cái này là tới 10 cây nè nhiều nè cái nào anh mình hết thì hết hết thì thôi nha anh em còn nếu mà còn thì mình bán hết mình thôi nha thì anh em mình cứ mua rồi nhắc lại ha kìm mở phe công ha kìm mở phe ngoài Công. À, kì mở công ba 30 ngàn thì mở phèo phe, phe... kìm mở phe công mở công cũng 30 ngàn luôn rồi kế tiếp ở đây mình có hai loại kìm mở phe nhận thẳng nha cũng là mở cái phe công cái phe ngoài thôi khi chúng ta bóp vô vậy đó thì nó đi vô là mở phe công khi ta bóp như vậy nè thì nó nhảy ra ngoài là người ta mở phe ngoài đồng giá 30 ngàn cây hai cái dòng này nó chỉ còn ít lên nay mọi thứ còn cây hai cây à nha đó nhắc lại nha rồi đồng giá Kì mở phe này bốn loại nè đồng giá 30 ngàn cây anh em mua thì mình liên hệ nha giảm 50 trăm rồi đó ok ha 50 trăm rồi số lượng thì chỉ có cái 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 kìa mở mở khe nãy mình nói anh em nói là cái này là, còn nhiều thôi nha cái này thì đa phần anh em mở phe ngoài là nhiều nha cái này thì còn nhiều rồi kế tiếp tu vít rồi đây là cái cây tu vít dẹp nha tu vít dẹp của hãng Salay, nó có hai dòng một cái dẹp là à, 8 dài 250 mm cái thân nó không thích chỗ là thông thường những cái vít tu vít người ta thì người ta là mạc rơm ha, hoặc si cho nó bóng dễ chống nó chống rỉ sét còn cái xe lây này thì cái này là nó, nó sơn nữa anh em nước này nó nó sơn lên một lớp nè rồi lâu ngày thì nó sẽ bị oxy hóa nó nổi sần 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 như này rồi rồi dẹp dài hai tức rưỡi nha Dẹp dài 2 tấc rưỡi, giá bán là 90 ngàn, giá giảm xuống còn 55 ngàn. Anh em ha, à, Tu vít dẹp, cái tôi vít này là dẹp 8 ly ha, đầu dẹp 8 ly, thép CRV, dài 2 tấc rưỡi. Giá bán là giảm xuống còn 55 ngàn, số lượng có 5 cây thôi nha, 5 cây thôi. Rồi, Ủa anh 6 cây chứ. Rồi, cái này tôi vít dẹp cũng 8 ly luôn, dẹp cũng 8 ly mà dài chỉ có hai tấc thôi. Nha, giá bán 84 ngàn, giảm còn 50 ngàn 1 cây. Điều là mới hết nha anh em cái cán anh nhìn nó mới tinh luôn nè à. à, cán mới tinh đầu chưa xài còn tay mày đủ cán mới tinh luôn nhưng mà có thân nó xét những cái thương vít ở dưới của tay lay nó xét nhiều lắm mà mình gom lên mình mình swap ha cho anh em xài chứ giờ mình treo đó cũng đâu có bán được nha rồi tôi vít dẹp tên lay thì nó sẽ có hai dòng một dòng 55 nha một dòng 55 dẹp 8 và 22 tất rưỡi một dòng 50 dẹp 8 dài 200 ha, à, số lượng mọi thứ có bốn năm cây anh em mua nào anh em liên hệ nhé rồi hết rồi đó là những cái dòng sản phẩm uh, se ha còn bây giờ đây là những cái sản phẩm mới này nha sản phẩm mới không phải se off uh, đa phần của tôn sen là nhiều ha inco chỉ có một uh, một mã thôi oh, inco inco tôi tổ tổ cái mã sao nào, gì ta? Nha. rồi giới thiệu cho anh em về cái cờ lê đuôi chuột nè trước giờ mình không có giới thiệu cà lê đuôi chuột mà tôm sen bán trưng bày nhiều lắm tại cái showroom tôm sen bán như lúc hết hàng anh em đem về mình không có thời gian mình review ha nay qua đem về mới thấy là có cái cà lê đuôi chuột cơ lê đuôi chuột của hãng tôm sen thì nó thiết kế nó màu đen nha anh em à. nó không có bóng bẫy đâu nha cà lê đuôi chuột thì anh em biết treo thì nhiều lúc nó nó chạy chạy chạy, chạy đó chứ nó không có bóng bẫy giống như là những cái dòng mà nó mạ rơm đâu nha đó, anh em mua cà lê đuôi chuột thì anh em đi nè đó, nó không có bóng bẫy đâu nha mua lưu ý nha đó, chỉ để một công nó mình nhận nó sao mà nó không có đẹp thực ra cái cờ lên đu chuột nó, nó, nó nó là cái sắt vậy nó vậy thôi nè còn cái sắt người ta cái thép người ta có mạc rơm nó sáng bóng như nó khác nha rồi cờ lên đu chuột nó sẽ có là những cái size nè ở đây mình có 17 21 nè nè 17 21 nè ha rồi chờ một chút 17 21 giá là cửa hàng mình bán con này là 250 nha 17 21 là giá 250 đó một cái bên là 17 ha một bên là 21 cái này thì anh em có thể lắc này ha siết nè anh em bỏ cái cái, cái uh, những cái um, con tán ông đền thì nó nó dài nó thọc qua bên đây nó siết được luôn ha đó những anh em mà thợ điện hay xài cái dòng này ha đuôi chuột phía sau nó có gần đôi chọc vô ha để cái này nó cứng lắm mà nha chúng ta có thể làm nại chúng ta làm cái gì chúng ta làm thông thường những anh em thợ chuyên nghiệp nó xài ha. chỉ có số uh, nó chỉ có mấy số thôi 17 một bên 17 một bên 21 nha siết tự động nè đổi đảo chiều ha ra vô rồi vô ha hai cái chiều khác nhau gặp lại nha ok cái dòng này làm bằng thép server nha 17 21 giá 250 ngàn mã là 15293 15293 cơ lê đuôi chuột nha nè trên đây là lục giác ha có bông 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 lộn ha bông rồi kế tiếp đây là 1921 1921 thì giá của hàng mình bán là 252 000 mã là 15295 1, 5, 2, 9, 5. Một bên là 19 ha. Bên đây là 21 cũng vậy luôn. Ha. À, đó, lặt lại siết vô. Này, ha. Nó sẽ mở ra nó hai cái làng lắm vậy thôi. Bánh răng này khá là lớn nha. À, lớn. Rồi lên đưa chuột ha. Rồi 19, 21. Mã là 1, 5, 2, 9, 5 giá 252 ngàn. Kế tiếp một bên là 19, 22. 19, 22 anh em ha. 1, 5, 296 cũng giá 252 000 luôn nha. Đó, 19 22. Đó. Gặp qua gặp lại anh em ha. Hàng của Tôn Sen nè. Cứng cáp cực kỳ luôn nha. Rồi. Cây cuối cùng, đây là cái cây 19 và 24. Nha, 19 và 24. Đó. 19 và 24 nó to nè. Cây này thì nó sẽ mắc hơn 299 000 Nha, cây 19 và đỏ đây 24 ha. Thì những anh em nào xài chuyên dụng á, thông thường cái cần lên chuột là xài, xài chuyên dụng thợ chúng ta chuyên xài 19 hoặc 24 anh em thợ điện đi thì leo cái cục điện thì ví dụ trong đó thì chỉ nó chỉ xài có hai số ba số vậy đó thì chúng ta sẽ mua đó thì chúng ta xài nó nó tiện hơn không có phải đi tìm cần lê ha đó còn cái này này chúng ta có thể làm chọt hay nại hay làm gì chúng ta cần làm chúng ta làm những cái này anh em có thể chọt vô cái ấu điện đạp lên leo vẫn được ha cái sắt này không có công đâu sợ nha thép cứng lắm thép server mà rồi giá là 299 ngàn cho cái mã là 1924 nha Rồi à, đó là 4 cái cà lê cái tiếp nữa giới thiệu bộ bộ khẩu tự động cái bộ này hồi mấy chiều anh khách hỏi mà mình không có mang về mình báo hết á thì thực ra nó nằm bên kho bên showroom tôn sen bên á mới mang về ha đây là cái bộ khẩu 1 phần bộ khẩu 1 phần nè hàng công nghiệp nha thép CRV rồi thì cái dòng này nó sẽ trang bị của chúng ta là 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 có những cái số anh em á là từ 4 5 5 rưỡi 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Đó, nó sẽ có những cái số này nè. Và một cần nói ha, một cần xíu tự động, một phần 4 72 răng. Nha, nó cần nói là nói 550 nè. 15150, giá của hàng mình bán là 294 000 cho bộ quần này. Ờ, bộ khẩu này. Nè. Khẩu 1 phần 4 nha. Đó. Rồi, cái tiếp đây là bộ khẩu 3 phần 8. Bộ khẩu 3 phần 8 giá là 407 000 407.000 nó có những cái số là 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 và 19. Ờ. Tiếp chiều phải có chiều cầm này về có là anh khách cái lấy cái cửa hàng mà không có ha. Này là bằng thép server hết nha. Thép server hết hàng của Tôn Sen. Rồi. Đó. Đây cực kỳ luôn nha. 407.000 cho cái mã là 15151 kế tiếp nữa đây là bầu khẩu 1 phần 2 1 phần 2 thì nó có những cái số là từ 10 ha không có 8 nha anh em 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 cái dòng này là bằng thép server nên em nhìn cái chất thép nhìn rất là đẹp luôn nó phủ một lớp bên ngoài nữa sáng bóng luôn cái dòng này có mã là 15152 giá là 509.000 cho một cái bộ này nhìn rất là đẹp ha 15152 hàng công nghiệp của hãng Tonsen đó của hãng Tonsen giá là 509 ngàn nha anh em đó là về ba cái bộ khẩu rồi cái tiếp nữa giới thiệu cho anh em hai cái cần siết thì cái cần siết bên đây là cần siết 3 phần 8 siết 3 phần 8 à, dòng 72 răng giá là 189 ngàn có mã là 1519 à, cái cần siết ngoài thì nó cái 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 cái, cái, cái thằng này anh em cái cái cái, cái cụm này nè nó là bằng thép cái cụm dưới đây nha màu đen đen nè. thép Ceramo nha đây cái cụm siết này nè nó là bằng thép Ceramo. Đó, này nè, nha, cho tăng cái độ cứng lên nha, đó, thép Ceramo, giá là 189 ngàn, nha, 72 răng, 3 phần 8. Kế tiếp đây là cần siết khẩu 1 phần 2, cái cụm này cũng làm bằng thép Ceramo luôn. À, thì cụm này nè, cái cụm chùm cái, cái, cái... anh em thấy cái hình không, đây này nè, cái cụm này nè, đó, cụm này kèm với bánh răng này nè, làm bằng thép Ceramo, ha, thép mà dùng để làm những đồ khẩu bán bu lông á. Đó, giá gần này là 211 000 Có mã là 15 120. Nha, 15120. 211 000 anh em á cần siết của Tolsen. Rất là đẹp. Ừ. 72 răng. Rồi mấy dòng công nghiệp hết nha. Kế tiếp nữa giới thiệu cho anh em về một cái bộ bộ đột, hai bộ này hết hàng thời gian nè. Điều qua xem cũng có lại nè lấy về rồi rồi. Thì đây là cái đột chốt nha. Đột chốt có nghĩa là sao? À, những cái à, anh em làm trong ngành cơ khí á, à, cơ khí hoặc sợ xe ô tô nữa, máy móc và nọ đó, nó có hay có, có cái chốt nó 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 không cái dùng nó dùng một cái chốt bắt ngang, ha mà một cái dùng cái chốt bắt ngang chúng ta muốn lấy chốt ra thông thường mấy anh em thông thường cái, cái đinh hoặc cái cây gì đó anh em đục à, nhưng mà nó không có chuẩn thì lúc nó hơi làm lỏng hoặc là nó hư cái chốt luôn thì nó dùng có cái bọt bây giờ nó có đột độ chốt chuyên dụng như vậy nè chúng ta cái chốt nào chúng ta đưa cái chốt vô dùng chốt ly rưỡi nè, ba ly, bốn ly, năm ly, sáu ly, tám ly, ha đủ sai luôn hầu như cái bộ này là đủ trong ngành cơ khí nó sai luôn rồi chúng ta mua bộ này là gặp chốt nào xử chốt đó ha thì uh, tới cái cái chốt mà 8 ly là nhiều là to lắm nha anh em á chiều dài nó là 150 mm một cái bộ đồ đột chốt như này á, có mã là 25090 giá là 220 2, 000 anh em á, 222 000 cho bộ đồ chốt này 25090 nha đó đọc chốt rồi cái tiếp nữa giới thiệu cho anh em bốn cái cây tôi vít ngắn uh, 38 nha chứ chiều dài này chỉ có 38 thôi ở ba, ba, ba 38 đoạn này, này nha quên không phải tính cái này đoạn này nè có 38 thôi thì ở trên đây mình có một cái vít dẹp dẹp bh 1 nè anh em á dẹp bh 1 và một cái cây quên một, một cái một cái dẹp uh, 5 ly rưỡi và một cái bh 1 chứ dẹp không bao nhiêu anh không biết được nè dẹp 50 rưỡi vào cây bh 1 giá của mỗi một cây là 18 000 anh em á mười ngàn cái này nó loại hại lắm nha. Chúng ta mở những cái đoạn gạt nó đưa vô nó mở nè Nó không bị vướng à, coi Còn vậy loại hại lắm. Cái đầu này thiết kế rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Những anh em nào dẹp 50 rưỡi thì mua cái cây này nha. 50 rưỡi. Dài cái đoạn này 38 nè. Con này nó BH1 nha. Đó, cũng dài đoạn này 38. Giá là 18 000 cây. Tiếp tiếp nữa lên cây nữa là cái dẹp này dẹp 60 rưỡi. Nè 6 rưỡi ha. Đó dẹp 60 rưỡi. Rồi. Và một cái BH 2 Nha, một cây BH2 nằm ở đây. Giá là 20 000 cây, đồng giá. Đó, anh em nào mình mua những cái dẹp mà lớn xíu mua này à, 2 thường xài mua này rồi nha dẹp 6 rưỡi và bh2 đồng giá 20.000 cây cái tiếp nữa giới thiệu cho anh em về hai cái bàn trà này hai à, cái tấm shop này hai tấm shop này nó mấy anh em mà dùng để trà một tường anh em thợ sửa ô tô trà sơn rồi đó dùng cái này kẹp tại cái nhám vô chúng ta trà ha à, chúng ta bẻ cái miếng lên này chúng ta gạt vô bóp vậy nè nó gạt tại nhám vô nó gạt lại ha rồi chúng ta cầm vô cái trà nha thì cái tấm trà shop này á nó có cái size dài là 165 bề ngang là 85 nha đó bằng nhựa ABS có mã là 32100 giá cái cái này là 53.000 anh em 53.000 cho các bạn trà nhám này nè nha bằng trà nhám với đây miếng mút đây nè mềm nữa ha 53.000 cho cái mã là 32100 lớn hơn xíu nữa thì mình có cái loại là 32101 chiều dài là 2 chắc à, 210 ha bề ngang là 105 mm nhựa ABS giá chỉ có 64.000 thôi thiết kế cái tay cầm ha trong này nó móc vô nè Tao cầm vô này nè để nó xài đó, nó vừa tay bình thường chúng ta, mấy anh em thợ đồ á chúng ta thông thường kẹp tờ giấy nhám vô cái khúc gỗ gì em chà thực sự nó nó không có đã tay đâu cầm nhìn xài thường đã tay lắm nha nó chuẩn nữa rồi nhắc lại ha một cái một cái 32100 giá là 53 ngàn một cái lớn xíu nữa là 32101 giá 64 ngàn nha rồi kế tiếp giới thiệu em bốn cái mỏ lết mà xịn của hãng tôn Xen đây mini ha Mỏ lết mini của hãng tôn sen thì đây là dòng công nghiệp có mã là 115308 6 inch thôi 150 mm giá là 95 ngàn cái dòng là dòng công nghiệp nha anh em cán con nhựa nhìn rất là đẹp luôn đây em có thể xem nha mỏ lết này Ồ, oh, đẹp ghê chưa? Ra được 20 nha. Ra được 20, mà lớn nè. Đó, hàng công nghiệp của hãng Tôn Sen làm rất là đẹp. Nha. Đa phần những cái này nó bỏ ở đây thì nó sẽ không có bị xét hoặc nó có một dầu bám nè, anh em thấy không? Mình nó bảo để được lâu hơn còn những cái đồ mà công cụ mà để ngoài cho nó xét, xét thì phải sao mà giảm giá. Nha. Rồi cái dòng này mỏ lết này 150 mm 6 in nha, giá 95 000 Hàng công nghiệp nha. Lên chút xíu nữa đó là 8 in 8 inch dài 2 tấc hang đất thì nó ra được 25 mm giá 131 000 có mã là 15309 15309 cái cán những à, như mấy dòng này thấy cái, cái cán cầm đẹp cứng lắm này cứng cáp lắm một màu thép anh em nhìn cái mô lết nhìn ghiền liền ha à. nếu chúng ta làm thợ chúng ta xài thì chúng ta xài mấy cái mô lết này ha rất là ngon Đó. rồi 8 inch cái khả năng Mà mở được 25 mm nha giá là 131 000 lớn hơn nữa đó là 10 inch 10 inch thì cái mẫu lết 10 inch giá 178 ngàn Mã là 1531 Dòng này đó là 10 inch khả năng mở được 30mm Khả năng mở tới 30mm luôn nha Cầm cái mẫu lết là thấy kiện luôn Đây nè Đó Xả ra à. Đây là hàng công nghiệp anh em á Hàng công nghiệp Mẫu lết nào thì nó có đầu cũng lung lẳng thôi nha Nhưng mà tùy thằng có có cái lơi nhiều có ít nha anh em Chứ không thể nào mà nó cứng ngắt được nha Nó phải lung lẳng vậy đó Ok ha Rồi 10 inch thì giá là 178 ngàn Khả năng mở ra tới 30 Nhưng anh em nào xài có 30 cho lại thì xài con này Nhìn cái chất thép nó xịn lắm ha Cái dòng này thì nó làm bằng à, Ở đây Tay cầm phủ Plastic nè, phủ nhựa nè đây nó là nó là một loại thép có độ cứng cao thôi chứ đây nó không nói thép gì vậy nha, nha anh em rồi à, có sao mà nói vậy ha thép có độ cứng cao nói như mình là hàng công nghiệp của tôn sen nha rồi giá là 178 trăm bảy nha kế tiếp nữa đây là một cái mỏ lớn lớn của hãng tôn sen ba trăm mm 12 in cái dòng này cái ngà mở ra tới 35 mm luôn giá là 255 trăm năm mươi nha hai trăm cho cái mỏ lớn này to đùng đó cứng cáp cực kỳ luôn ha quá trời đẹp luôn đây khả năng mở được 35 mm nha rồi giá là 255 000 cho cái mẫu lớp này đây là những hàng công nghiệp của xem mấy mùa này anh em biết cái showroom Tosen trưng bày cũng đâu có ai lưu lựa được đâu anh em á nên mình phải gom vào đây đi giới thiệu chứ hàng hóa thì còn quá trời quá đất ha, quá trời quá đất luôn Rồi kế tiếp mình sẽ giới thiệu cho anh em về những cái mỏ hàng, những kẹp hàng Kẹp hàng, kẹp mát của hãng Tonsen có hai dòng, dòng 300A và một dòng là 500A Nếu như anh em xài cái dòng nào 300A thì giá trời rẻ lắm, giá có 52 ngàn thôi Còn cái dòng 500A luôn giá là 75 ngàn Tùy theo chúng ta làm việc lớn, việc nhỏ chúng ta xài ha Đây là kẹp mát Bởi những anh em mà xài mấy hàng mà không có kẹp mát chúng ta đi thấy vô nó khó xài lắm Đây Đó. Ở đây đồng nha, thiết kế đồng nè Bắt cái dây mát vô trong đây Bắt cái dây hàng trong đây Và đây cái đồng nó đi ăn trên đây luôn Nên nó kẹp Nó, ăn, nó dễ ăn đó nè Thả vô vậy nha Đó cứng ngắt luôn ha. Giá cái kẹp mát 300A này Giá chỉ có 52 ngàn thôi Rẻ ơi là rẻ Hàng cực kỳ đẹp luôn Nha Rồi Đó là về kẹp mát Kế tiếp nữa Lớn hơn chút xíu nữa Thì mình sẽ có kẹp mát là 500A 500A tất nhiên nó lớn hơn rồi 500A thì nó có mã là 44941 44941 thì giá chỉ có 75 ngàn thôi mà nó to tổ chẳng luôn anh em nào xài mấy hàng lớn thì chúng ta mua cái này to đùng luôn nha đó, 500A trời ơi to Rồi okay, ha. bật lên trên này có lò xo lớn đó anh em ha cứng cáp nha 500A giá 75 ngàn mấy này rẻ ơi là rẻ ha thì đa phần những cái máy những cái dụng cụ dụng cụ tiêu hao mà anh em xài thì nó mòn mình thay thôi nha kẹp lâu ngày thời gian thì thay thôi rồi 500A 44941 cái mã của nó 75 ngàn 300A cái mã là 44940 giá năm 2000 cái tiếp đây là hai cái à, uh, hai cái uh, kẹp hàng ha kẹp hàng 500A 300A nha đây là kẹp qua hàng rồi, kìm kẹp qua hàng nha anh em. Kìm kẹp qua hàng có cái mã là 44930. Cái mã này là mã 300A nha, 300A. Thì cái dòng này giá cửa hàng mình đang bán với giá là 186 000 186 000 cho cái 300A này nha. Wow, đẹp quá. Đó, anh em thấy không? Mỗi lần chúng ta mua những cái que máy hàng cái máy hàng thì cái cái kẹp ở đâu đẹp như thế này đâu nha. Còn này đẹp cực kỳ luôn nè. Đó, bỏ vô đây nè, kẹp cứ ngắt luôn trang bị ha đủ đồ luôn nè những cái lục giác những cái đồ mở ha miếng đồng nữa nè nha đồng chắc mình sẽ bắt ở trong đây anh em khi mà đưa cái dây hàng vô đó đưa cái dây đưa cái dây vào trong đây á chúng ta đưa vào chúng ta kẹp xuống chúng ta siết ốc lại nha trên đây có ốc siết lại ốc này nè siết lại thôi ôi trời đụng cái cam rồi anh em đưa vào ha rồi chúng ta sẽ xả, xả ốc ra ta đưa cái này vô ha đưa này vô ta siết lại hai cái này sẽ cứng lại nha ép lại còn cái này thì nó nằm như vậy thôi chưa có siết đâu Rồi. Ok ha. Kìm kẹp 300A giá là 186 000 nha. 186 000 cho cái kìm, kìm kẹp hàng này. 300A. Lớn hơn nữa thì chúng ta sẽ có cái kìm kẹp hàng 500A. Có mã là 44931. Giá là 205 000 205 000 Rồi. Đây nó to vật vả luôn nha. Còn không có nó cũng thiết kế cũng không có to lắm so với cái hồi nãy nhưng mà nó uh, thiết kế cái dòng cao anh em ha. Đây. Đó, những anh em xài những cái dòng mà hàng lớn thì 500A. Bình thường những dòng kia 500A lớn lắm, cái dòng này thiết kế nó vừa thôi à. ha. À. Đó, cao su uh, nhựa rồi ha. Đó, chùm lại. Rồi. 500A thì giá là 205 000 nha anh em. Có lục giác miếng 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 đồng ha đầy đủ nha. 205 000 Rồi anh chút Ừ Rồi tiếp ha. Rồi còn mấy sản phẩm thôi. Thì sẵn giới thiệu kìm kẹp thì trên đây mình sẽ có một cái cái kẹp này là 500 ha. Đây khi mà anh em muốn kẹp hàng thì mình mua cái này nó kẹp cũng được thông thường chúng ta mua cái một cái kẹp một cái hết này được rồi nha chúng ta sẽ hết này vô nè rồi cái này chúng ta chỉnh xuống cho nó đụng cái vật liệu chúng ta cần hàng đó là ăn vô này bắt vô quay hàng nha nó bắt vô cái dây hàng kẹp mát kẹp mát 500 40 ngàn cho cái cục này thôi này cái 500 nó hít vô hả anh hít vô như nè rồi nó bắt vô đây chúng ta dây mát vô trong đây tháo ra thôi vô cho nó dễ ha cục này 40 ngàn nha 40 ngàn cái này bán nhiều lắm lâu không giới thiệu ha tại vì mấy này nó tiện dụng quá trời mà chúng ta nhất là nhiều những cái miếng sắt dẹp á chúng ta không có kẹp nó để cho thích cho người ta hàng thôi nha anh em ha, đó bộ này có 40.000 thôi kẹp mát 500 nha kẹp mát ha, kẹp mát 500 cái tấm này là miếng này cái miếng này cách điện này nha miếng này cái cách nè với 500 ở đây và cái bát ở đây thì bắt thôi ok ha rồi hàng thì không thể thiếu cái bố gõ sỉ được ha bố gõ sỉ này huyền thoại luôn bán biết bao nhiêu cây mà nói có 62 ngàn cái bố gõ sĩ của hãng tôn xe này nha anh em đẹp cực kỳ luôn Đó. cầm cái này thì anh em ấy, cái lò xo nó nảy 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 nè nó cầm nó êm tay cực kỳ luôn nha nó không có đau tay nha không đau tay đầu nhọn để nó gõ sĩ ha nhẹp gõ là có 62 ngàn cây rất là rẻ ha này thì huyền thoại rồi bán rất là nhiều luôn có hàng mình bán này nhiều lắm rồi kế tiếp kế tiếp giới thiệu với anh em về búa búa gò đây là cây búa gò của hãng Tôn Sen có mã là 25022 nha. Ủa, giá mất tiêu rồi. Không thấy giá. Rồi, 25 25022. Ok ha, đó là cây búa gò. Em chờ xíu mình xét giá nha. Rồi tiếp tục. Cái búa này giá 109 000 nha anh em á. Cái búa gò một cái đầu tròn để chúng ta đóng một cái đầu gò ha, Rồi còn này nè. Rồi, có mã là 2522 nha 16 ô sắt giá 109 ngàn cho cái búa này rồi kế tiếp kế tiếp mình giới thiệu cho anh em hai cái cây búa cây búa này 25, 25158 giá 121 ngàn anh em á búa này 121 ngàn 2518 cái đầu này 25mm nè nhá đầu 25mm đó cán uh, sợi thủy tinh nha. cầm ở đầu nó ta đóng vào nhỏ đinh ha con đầu nó lên rất là đẹp nha đóng vào nhỏ đinh thôi đẹp cực kỳ luôn nha nè của tôi sen giá cái bố này là 121 000 nha 121 000 cho cái bố này rồi lớn hơn cái bố này chút xíu nữa thì mình sẽ có cái này cái này thì nó sẽ lớn hơn chút xíu nữa 133 000 cho cái bố này cái bố này thì cái đầu là 27mm nha của 27mm có mã là 2 năm 160 cũng đóng vào nhỏ đinh luôn ha đó, to hơn chút thôi đó, đóng vào nhỏ đinh 27 mm nha anh em ha rồi giá là 133 trăm ngàn cho cái búa này nha đó là về ba cái búa của hãng tôn sen đó là rất là đẹp luôn nha anh em nào chúng ta mua thì gia đình cũng được anh em thọ thầy cũng được ha sạn được hết rồi cái tiếp có cái cây búa đẻo của hãng total rất là rẻ trong dòng búa đẻo của dòng total rẻ có 117.000 cây thôi đây đó. đây anh em cái búa đẻo của tôi toàn giá chỉ có 117 000 thôi 117.000 mười ngàn đây cái này không có bán nha về chúng ta phải mài thông thường búa thì nó không có bán làm vừa vừa thôi anh em ơi vậy thôi chứ nó không có bán ngót rồi nha tại chúng ta đẻo mà chặt mà dùng lực ha rồi búa đẻo này có 111 ngàn thôi nha 117 ngàn thôi lộn 117 000 cho cái búa đẻo của Toto rất là rẻ luôn rồi cái sản phẩm cuối cùng xuống sản phẩm cuối cùng đây lại cần siết nha cần siết lực cơ ngày xưa ngày xưa anh em nào học uh, ô tô tầm là uh, năm hai lẻ rồi đó đa phần những cần li, siết tự động hồi xưa đâu có này mà đa phần xài những cái cây cơ gì không nè nha cần siết lực cái cần siết này thì nó có thể lực tới 300 trăm luôn nha khả năng lực tới 300 trăm giá 166 trăm sáu mươi sáu ngàn của hãng Inco đó, rất là dài luôn anh em nào mà xài xưa xài một cái siết lực cơ quen rồi đó thì xài cái này giờ nó vẫn còn nha nó vẫn còn sản xuất cái này giá chỉ có 166 ngàn thôi cho cần siết lực cơ như thế này đây khá là rẻ là bằng chất thép CRV này trên đây ha thép CRV hàng Inco nha anh em à, cái đầu khẩu 1 phần 2 cái cây này nó rất là dài nha cây này nó rất là dài luôn thì trên đây trên đây anh em thiết nè siết anh em siết thì cái cần này nè anh à em vị trí số 0 à, chúng ta có thể siết vào thì nó tầm tối đa là 300 Newton nằm ở trên đây hoặc là Ha, hai bên đều hết nè à. một bên ở đây từ không nè lên tới 100 trăm newton nè 150 trăm năm mươi nè hai trăm nè thì tất nhiên cái này nó sẽ mang tính là tương đối là ok đó nhưng mà nó không thể nào chính xác như là những cái cần siết lực tự động được nha thí dụ tới tới lực mình chỉnh được bao nhiêu tự động nó, nó, nó lắc lại ha còn cái này thì ta siết xoay cái kim nó tới đây nó hết vô là thôi nha chúng ta siết nữa thì nó nó nó, nó quá đó mỗi cái cần này chỉ có một trăm sáu mươi sáu ngàn thôi nha cái đoạn này khá là dài rồi nha đẹp cực kỳ luôn nha anh em từ 0 đến 300 Newton nha nó dùng cơ nó dòng cái đầu này chúng ta xiết cái lực nó tính toán trên đây nè anh em xiết thì cái lực nó tính toán đây để nó nó dọn nó nó xây cái này nè xây cái cây nè qua đây mấy cái này anh em xài cho nó kỹ nha xài xong bảo quản nó kỹ bỏ xong hộp thì em xài tiếp chứ để mà chúng ta làm rớt làm rơi <laughs> cái cây nó cong nó họ nó không còn đúng cây okay, ha rồi cần siết lực này giá chỉ có 166 ngàn thôi đó anh em nào làm cái thành cơ khí rồi chúng ta xài cái này giá rẻ 166 ngàn cho sức lực này rồi ok ha đây là tổng thể những cái công cụ dụng cụ mình giới thiệu cho anh em những anh em đang cần sản phẩm nào có thể liên hệ xuống điện thoại bên dưới để được mua hàng nha liên hệ số điện thoại bên dưới được mua hàng giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship thì mùa mấy mùa dịch bệnh này anh em biết cái người trực điện thoại làm cũng hơi quá tải nha anh em gọi không được thì nhắn tin zalo hay tin nhắn gì đó hoặc là gọi là lần hai lần ba nhà lúc đang chốt điện thoại của khách này thì không thể nghe điện thoại khách khác được vì có một người làm thôi nè không 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 có nhiều ha thì mình thông cảm cái điều đó nha chứ không phải như hồi trước thì nhiều nhân viên có thể làm được bây giờ ít lắm rồi một nữa cảm ơn em nha xin chào và hẹn gặp lại